nằm ở vị trí trung tâm bộ tranh và cũng có kích thước lớn nhất 160 x 60 cm. Bức tranh cá mào tiền được các cán bộ của Viện Hải Dương Học thực hiện trong nhiều tháng từ hàng chục loại rong biển khô. Có những màu sắc mà nó tương ứng với lại cái màu sắc thật của cá mào tiền thì chúng tôi sẽ cắt tạo thành những cái mẫu rất là nhỏ và ghép từng mẫu một để phù hợp với cái màu sắc tự nhiên cá mào tiền. Bộ tranh sắc màu đại dương gồm 70 bức tranh từ khoảng 70 loại rong biển được thu thập tại các vùng biển đảo Lý Sơn, Vịnh Nha Trang và Ninh Thuận. Màu sắc tranh chính là màu tự nhiên của các loài rong thuộc ba ngành: rong đỏ, rong lục và rong nâu. Bảo quản được cái hình dáng cũng như là màu sắc giống như ở ngoài tự nhiên ấy, thì chúng tôi tiến hành đúc ở trong lớp keo đặc biệt, có thể là một lớp hoặc có thể tới 5 lớp để tạo hiệu ứng 3D. Rong biển Việt Nam có gần 850 loài đã được định danh, hầu hết được lưu trữ tại khu vực nghiên cứu nên khách du lịch không thể chiêm ngưỡng. Bộ tranh từ rong biển khô được ra đời với mong muốn của những người làm khoa học là để mọi người có thể nhìn thấy vẻ đẹp tự nhiên của các loại rong biển, hiểu biết thêm về rong biển Việt Nam, một nguồn lợi tự nhiên có giá trị mà biển cả đã mang lại. Đa dạng màu sắc, rồi cái sức sáng tạo của những cái người mà họ làm ra những cái bức tranh như thế này nó rất quá là độc đáo đi. Thấy rằng đó rất là nhiều thứ mình chưa hề biết được hết. Năm ra hôm nay em đi đây là em thấy nó rất là như một bài học và một cái gì đó nó là cho mình cảm thấy là mình có thể học hỏi thêm nhiều điều. Không chỉ cầu kỳ trong khâu tạo tranh mà quá trình thu thập mẫu cũng được các nhà khoa học thực hiện vào nhiều mùa trong năm để có được những cây rong có độ phát triển hoàn chỉnh nhất, có được nhiều chi tiết nhất. Quá trình tách nước, làm khô rong càng đòi hỏi người thực hiện phải tỉ mỉ và rất cẩn trọng để không ảnh hưởng đến màu sắc, hình dạng tự nhiên của rong. Tất cả sự nỗ lực đó nhằm đưa đến cho du khách những hình ảnh của rong biển, loài thực vật bậc thấp, ít được biết đến, nhưng lại góp phần tạo nên thế giới sinh vật, sống động dưới mặt nước.